Xuân Hùng xin kính chào các bác. Hôm nay thì bên chợ nhà em lại lấy về một mẫu xe 7 chỗ nữa đây. Các bác này vừa mới về nhá, thì em sẽ quay lên báo giá cho các bác luôn. Đấy, một mẫu xe 7 chỗ vừa mới về, xe đẹp long lanh. Và chiếc này là chiếc Jolly nhá. Jolly 2005, đăng ký lần đầu 2007, xe tư nhân biển Hải Dương. Chính chủ một chủ luôn nhá, chính chủ một chủ biển Hải Dương luôn ạ. Đấy, một chiếc xe màu xanh quá đẹp. Bác nào đang có nhu cầu mua dòng 7 chỗ giá rẻ, có nhà 7 chỗ giá rẻ đây, xe của Nhật xịn xòa luôn. Máy êm du và xe nguyên zin không đâm đụng lỗi lầm. Xe này thì em đang chào bán với giá chỉ có 135 triệu thôi. Đấy, 135 triệu thôi. Các bác nào mà đang có nhu cầu mua dòng xe 7 chỗ giá rẻ thì hãy tham khảo cái mẫu này nhá. Tham khảo mẫu này nhà em vừa mới về xong. Đấy thì các bác đến xem trực tiếp tại Lam Trung, Lam Sách, Hải Dương, hoặc là alo cho em theo số điện thoại 0789 323 799. Em Xuân Hùng ô tô. Một chiếc Jolly màu xanh. Đấy, một chiếc Jolly màu xanh nhá, 2005, đăng ký lần đầu 2007, với phiên bản số sàn máy 2.0, một cái dòng xe mà khá là chất lượng. Dòng này thì bền bỉ rồi và máy chạy thì êm du và rất là khỏe các bác nhá. Dòng 7 chỗ mà máy 2.0 thì khỏe lắm, nó chạy cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, các bác yên tâm luôn, 734 chính chủ một chủ từ đầu. À, không có dạy dịch vụ gì bước gì, xe chất lượng. Một chiếc xe đẹp như thế này thì các bác về cũng rất là ok, giá cả thì rất là hợp lý. 135 triệu thôi. Các bác nhá, 135 triệu thôi ạ. Đây, sẽ quay kỹ hơn. Xe được trang bị la răng đúc 4 bánh theo xe, cũng như lốp thì còn rất dày đẹp. Đấy, lốp rất dày đẹp luôn. Sơn xi thì bóng soi gương được luôn này các bác này. Không một lỗi nhỏ nhá. Không đâm đụng, không lỗi lầm, keo chỉ nguyên zin hết, không mất một tí nào luôn. Một chiếc xe khá đẹp. Đây, lốp lác mới cả dàn luôn. Sơn xi đẹp, lốp mới cả dàn. 205 đăng ký 207. Sơn zin còn nguyên. Có nhá, nội thất vẫn là lỉ này. Đấy, tắp ly lỉ luôn, keo chỉ zin nguyên hết. Gương kính chỉnh điện, gương kính chỉnh điện đầy đủ này. Các bác này. Đấy, vô lăng 4 chấu. Và con này thì có cái màn hình ở trên đây. Đấy, màn hình đây để là cái hành trình với cam đùi trên đây. Xe bản đủ nhá. Xe bản đủ thì cái lún điều hòa là một tròn này, xe rất đẹp luôn. Con này thì có đài đĩa bình thường luôn. Được chưa? Đấy, một chiếc xe rất đẹp và sạch sẽ chắc chắn cho các bác luôn. Điều hòa hai dàn đầy đủ mát lạnh. Các bác ạ, hơn 100 triệu thôi nhá. Các bác mà đang có nhu cầu tìm hiểu cái dòng xe 7 chỗ giá rẻ thì hãy tham khảo cái mẫu này đi. Mẫu này nhà em thì cực kỳ là đẹp luôn. Nhà em có 2-3 chiếc như thế này nhá. Chiếc này màu xanh rất là nhã nhặn, màu 2007, 205 đăng ký 207 nhá. Đấy, xịn xò ngon lành luôn ạ. Thấy chưa, một chiếc Jolly. Lốp treo đèn cột. Được chưa, dòng turbo lốp treo đèn cột. Đây, em mở cửa soi cho các bác xem. Đấy, sơn xi của nó bóng mượt luôn. Vâng nhá. Sơn xi bóng mượt này, nội ngoại thất ngon. Xe không đâm đụng va chạm gì, tất cả nguyên zin hết nhá. Đấy, một chiếc xe khó đẹp. Các bác ơi, nếu như chúng ta mà có nhu cầu thì alo trực tiếp đi. Em Xuân Hùng thì đang bán con xe này rất là ok luôn. Chất lượng hoàn hảo các bác nhá. Chất lượng hoàn hảo. Đẹp luôn, biển 34 Hải Dương. Một chủ từ đầu, 4 số này. Đấy. Đồ đạc của nó chắc lịch luôn. Các bác có thể xem này, đồ đạc chắc lịch và rất là ok chuẩn chỉ. Chạy con này thì quá đẳng cấp luôn. 2005 đăng ký 207. La răng đúc lốp láp còn mới tinh này. Đây nhá, để cho các bác xem này. Nội thất đây, cánh nhớ còn nguyên zin hết này. Keo chỉ không mất phần nào. Lỉ vẫn còn nguyên. Giá thì rất là hấp dẫn cho các bác. Cực kỳ là ngon này. Các bác nào ở gần đây thì có đến xem trực tiếp luôn. Còn nếu các bác ở xa thì có thể đặt cọc em chuyển xe tận nhà nhá, tận nơi nhá. Đấy, xe bao zin bao đẹp luôn cho các bác. Đẹp chưa? Chất lượng hoàn hảo luôn. Điều hòa hai dàn mát lạnh luôn ạ. Xe của Nhật nhá. Đây chính là mà xe chạy rất là ok. Đây, keo chỉ nguyên hết, không mất một phần nào. Các bác ạ, xe đẹp như thế này thì không tội gì mà không mua cả. Đấy, máy móc ngon, gầm bệ chắc chắn. Đăng kiểm còn dài. Xe tư nhân một chủ từ đầu. Các bác ạ, một chủ từ đầu luôn. Được chưa? La răng đúc lốp mới cả dàn nhá. Đấy, một chiếc xe đẹp quá các bác ạ. 2005 đăng ký 207. Các bác nào đang có nhu cầu mua xe 7 chỗ nhá, giá rẻ nhá, alo trực tiếp cho em Xuân Hùng luôn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.